vận mệnh của người tuổi dần. Trong năm Ất Tỵ 2025, bước ngoặt quan trọng dưới ánh sáng phúc đăng hỏa. Năm mới đến, người tuổi dần sẽ đón nhận những thay đổi gì trong cuộc sống? Sự nghiệp liệu có bước tiến vượt bậc hay sẽ đối mặt với những thử thách cam go? Tình cảm sẽ có những giây phút bùng nổ đầy lãng mạn hay sẽ là các cung bậc cảm xúc khó đoán trước? Liệu tài chính sẽ dồi dào như ý hay cần thận trọng trước những khoản đầu tư mạo hiểm? và hơn hết, làm thế nào để duy trì sức khỏe khi phải đối mặt với áp lực của một năm đầy thách thức. Năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang đến cho người tuổi dần những cơ hội đột phá, nhưng đồng thời cũng là năm nhiều thử thách. Vận mệnh của người tuổi dần năm nay chịu ảnh hưởng của phúc đăng hỏa, ngọn lửa đèn dầu mang tính chất ấm áp, bền bỉ nhưng cũng có thể chập chờn, dễ tắt khi không được duy trì nguồn năng lượng ổn định. Ngọn lửa này tượng trưng cho ánh sáng hy vọng và khát khao tìm kiếm sự mới mẻ, nhưng nó cũng ngầm cảnh báo người tuổi dần về những yếu tố cần giữ gìn, cẩn trọng nếu muốn đạt được thành công bền vững. Tổng quan về năm Ất Tỵ 2025 và tác động của Phúc đăng hỏa. Năm Ất Tỵ 2025 là năm hỏa với nạp âm là Phúc đăng hỏa, biểu trưng cho ánh sáng của ngọn đèn dầu, nhỏ nhắn nhưng đủ để soi sáng không gian xung quanh trong đêm tối khác với những dạng hỏa bùng nổ hay mạnh mẽ như lưu trung hỏa lửa trong lò phúc đăng hỏa mềm mại có phần nhẹ nhàng và cần được duy trì liên tục đối với người tuổi dần bản tính mạnh mẽ và quyết đoán năm nay sẽ thử thách sự linh hoạt và khả năng thích ứng để phát huy tối đa sức mạnh cá nhân phúc đăng hỏa tượng trưng cho cơ hội sáng tạo nhưng đòi hỏi tuổi dần biết cách cân bằng và giữ cho mình tinh thần bền bỉ Năm nay, người tuổi Dần sẽ phải đối mặt với các tình huống đòi hỏi sự khéo léo, không quá gấp gáp nhưng cần tập trung cao độ. Những người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật hoặc liên quan đến truyền thông có thể thấy vận may gia tăng. Tuy nhiên, để đạt được thành công, người tuổi Dần cần tránh tính khí nóng nảy, vì dễ khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn và làm mất đi sự cân bằng cần thiết. Sự nghiệp của tuổi Dần. Năm 2025 sự nghiệp của người tuổi dần sẽ chứng kiến những bước phát triển quan trọng đặc biệt là vào khoảng giữa năm khi vận trình sự nghiệp đạt tới đỉnh cao sự tác động của phúc đăng hỏa mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào giúp tuổi dần dễ dàng bứt phá trong các dự án và công việc đòi hỏi tính đổi mới đặc biệt với bản tính quyết đoán và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ người tuổi dần sẽ có cơ hội được đề bạt vào những vị trí cao hơn hoặc đảm nhiệm vai trò quan trọng trong công ty tuy nhiên cùng với những cơ hội mới người tuổi dần cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt đây là lúc cần thể hiện sự kiên nhẫn và bình tĩnh tránh việc để các xung đột nội bộ hoặc mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến công việc người tuổi dần cũng cần hiểu rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng sẽ đi theo kế hoạch hãy tận dụng những mối quan hệ tốt đẹp đã xây dựng từ trước để giúp công việc tiến triển thuận lợi hơn ngoài ra năm nay việc mở rộng mạng lưới kết nối và phát triển kỹ năng mềm sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sự nghiệp các khóa học nâng cao kỹ năng quản lý hoặc giao tiếp có thể là chìa khóa để tuổi dần vượt qua những thử thách đồng thời giúp họ trưởng thành hơn trong vai trò lãnh đạo về tài chính tình hình tài chính của tuổi dần năm nay có sự biến động lớn đặc biệt đối với những ai đang đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc tham gia các dự án kinh doanh mạo hiểm với sự dẫn dắt của phúc đăng hỏa tuổi dần sẽ có cơ hội kiếm được một khoản tiền lớn từ các nguồn đầu tư nhưng nếu thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng thì cũng dễ gặp phải tổn thất không mong muốn phúc đăng hỏa là ngọn lửa nhỏ dễ sáng nhưng cũng dễ tắt do đó tuổi dần cần cẩn trọng khi chi tiêu và đầu tư đây không phải là năm thích hợp để thực hiện những dự án lớn mà bạn chưa thực sự hiểu rõ thay vào đó nên tập trung vào các khoản đầu tư ngắn hạn vừa đủ an toàn nhưng vẫn có lợi nhuận tốt Điều này sẽ giúp tuổi Dần kiểm soát tài chính tốt hơn và giảm thiểu nguy cơ rủi ro. Về mặt chi tiêu, đây là năm mà tuổi Dần cần tránh các khoản chi không cần thiết. Những khoản tiết kiệm sẽ là của để dành, hữu ích trong tình hình kinh tế không ổn định. Năm 2025 cũng là thời điểm tuổi Dần có thể dành tiền cho các khóa học nâng cao hoặc những chuyến du lịch ngắn ngày để giải tỏa căng thẳng, nhưng nên có kế hoạch cụ thể để tránh vượt quá ngân sách. Về phương diện tình cảm, Năm nay sẽ mang đến cho người tuổi dần nhiều trải nghiệm sâu sắc. Người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới, có thể là qua các sự kiện xã hội hoặc môi trường làm việc. Sự hấp dẫn và tính cách mạnh mẽ của tuổi dần sẽ dễ dàng thu hút đối phương. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phúc đăng hỏa là ngọn lửa nhẹ, nếu không được chăm sóc cẩn thận, mối quan hệ dễ rơi vào tình trạng bùng nổ rồi lại tắt, để có thể duy trì lâu dài. Tuổi Dần cần biết cách lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của đối phương. Đối với người đã kết hôn, năm 2025 sẽ có những lúc mâu thuẫn, tuy nhỏ nhưng dễ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nếu không được xử lý kịp thời. Đây là lúc cần duy trì sự nhẫn nhịn và thông cảm, hạn chế các xung đột không đáng có để xây dựng gia đình hòa hợp. Tình cảm chân thành và sự tin tưởng sẽ giúp tuổi Dần duy trì mối quan hệ bền chặt trong năm đầy biến động này. Sức khỏe là một yếu tố quan trọng mà tuổi dần cần chú trọng trong năm nay. Dưới sự tác động của Phúc đăng hỏa, tuổi dần sẽ có nhiều năng lượng hơn để đối mặt với công việc và các thử thách, nhưng cũng dễ bị kiệt sức nếu không có chế độ sinh hoạt điều độ. Công việc căng thẳng và những áp lực từ cuộc sống có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và sức khỏe tinh thần. Hãy đảm bảo có thời gian nghỉ ngơi hợp lý và tham gia các hoạt động ngoài trời để cân bằng tâm trí. Các vấn đề sức khỏe liên quan đến tiêu hóa và hô hấp cũng có thể xảy ra nếu tuổi dần, không chú ý đến chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt. Năm 2025 là năm mà tuổi dần nên dành thời gian để tập yoga, thiền định hoặc các bài tập thư giãn khác nhằm giảm căng thẳng và duy trì sự cân bằng về tinh thần. Sức khỏe tốt sẽ là nền tảng để đón nhận mọi cơ hội và thành công. Lời khuyên cho tuổi dần trong năm Ất Tỵ 2025 Năm 2025 mở ra cho tuổi dần nhiều triển vọng lớn lao, nhưng đồng thời cũng đầy thách thức. Đây là lúc cần phát huy hết tiềm năng cá nhân, nhưng cũng cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định quan trọng. Tính linh hoạt, kiên nhẫn và khả năng thích ứng sẽ giúp người tuổi dần đạt được thành công mà mình mong đợi. Đồng thời, hãy nhớ rằng, đôi khi lùi một bước để nhìn lại sẽ mang đến những giải pháp tốt nhất cho hành trình dài phía trước. Trong năm ất tỵ 2025, vận trình của người tuổi dần trải qua nhiều thăng trầm, nhưng vẫn có những tháng âm lịch đặc biệt may mắn, khi mọi khía cạnh trong cuộc sống đều thuận lợi, mang đến nhiều cơ hội tỏa sáng. Ba tháng được xem là có vận khí tốt nhất với tuổi dần trong năm này là tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về vận trình của người tuổi dần trong từng tháng này, từ sự nghiệp, tài chính, tình cảm đến sức khỏe. Tháng 2 âm lịch, là tháng mà vận khí của tuổi Dần bắt đầu tăng lên rõ rệt sau những ngày đầu năm tương đối trầm lắng. Đây là thời điểm thuận lợi để lên kế hoạch cho các dự án mới, hoặc thiết lập những mục tiêu lớn. Nhờ có các tinh trợ mệnh, tuổi Dần sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, dễ dàng nắm bắt cơ hội và tiến tới thành công. Tháng này, tuổi Dần có khả năng đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Đây là thời điểm lý tưởng để mở rộng mối quan hệ gặp gỡ các đối tác tiềm năng và xây dựng uy tín trong công việc. Những người đang tìm kiếm cơ hội thăng tiến sẽ có cơ hội được đề bạt hoặc giao phó thêm trọng trách. Sự kiên nhẫn và quyết tâm trong công việc sẽ giúp tuổi Dần nhanh chóng gặt hái được thành quả đáng kể. Tình hình tài chính trong tháng 2 âm lịch cũng rất khả quan. Nếu tuổi Dần tham gia các dự án đầu tư hoặc kinh doanh nhỏ lẻ, khả năng sinh lời rất cao. Dòng tiền sẽ trở nên dồi dào hơn không chỉ từ công việc chính mà còn từ các khoản đầu tư bên ngoài tuy nhiên để tối đa hóa lợi nhuận tuổi dần vẫn nên cân nhắc kỹ lưỡng và không vội vàng trong các quyết định tài chính lớn vận trình tình cảm tháng này cũng thăng hoa đặc biệt là với những ai đang còn độc thân sự quyến rũ và mạnh mẽ của tuổi dần dễ thu hút người khác và đây có thể là lúc gặp được một người đặc biệt đối với những người đã có gia đình tình cảm giữa các thành viên sẽ ấm áp và hòa thuận đem lại sự động viên tinh thần lớn. Sức khỏe của tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch khá ổn định. Dù có khối lượng công việc lớn, tuổi Dần vẫn giữ được thể lực dẻo dai nhờ chế độ sinh hoạt hợp lý. Tuy nhiên, hãy lưu ý dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn để duy trì sự cân bằng tinh thần. Tháng 5 âm lịch là thời điểm bội thu về tài chính của người tuổi Dần. Đây là tháng may mắn trong cả công việc lẫn tiền bạc khi mọi nỗ lực trong thời gian qua bắt đầu mang lại kết quả rõ rệt. Những người làm kinh doanh hay đầu tư sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Vận tài lộc tháng này đặc biệt khởi sắc. Tuổi dần sẽ có thêm nhiều khoản thu nhập ngoài dự kiến, đặc biệt là từ các khoản đầu tư dài hạn hoặc từ lợi nhuận kinh doanh. Đây cũng là tháng lý tưởng để xem xét việc đầu tư vào những dự án mới, nếu đã cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vẫn nên dành một phần lợi nhuận để tiết kiệm hoặc tái đầu tư vào các hạng mục an toàn nhằm đảm bảo tài chính ổn định trong dài hạn. Sức khỏe trong tháng năm âm lịch khá ổn định và dồi dào năng lượng. Tuy nhiên, với khối lượng công việc tăng cao, tuổi dần vẫn cần chú ý không nên làm việc quá sức. Cân nhắc dành thời gian để thư giãn và tránh các hoạt động quá sức vào buổi tối để duy trì thể lực tốt nhất. Tháng 8 âm lịch là thời điểm mà tuổi dần đạt đến sự cân bằng trong cuộc sống. Đây là tháng mà mọi thứ trở nên suôn sẻ, các kế hoạch dần dần hoàn thiện và mang lại kết quả tích cực. Vẫn may trong sự nghiệp, tài chính và tình cảm đều rực rỡ, tạo nên một tháng lý tưởng để đạt đến sự viên mãn và hài lòng. Trong tháng này, tuổi dần có thể nhận được những lời khen ngợi và sự ghi nhận từ lãnh đạo. Mọi công việc đều diễn ra thuận lợi, những khó khăn trước đó dường như được tháo gỡ, mang lại cảm giác thành công và viên mãn. Đây là lúc tuổi dần có thể nghĩ đến việc mở rộng thêm các mối quan hệ hợp tác hoặc thử thách mình với các dự án phức tạp hơn sự sáng tạo trong công việc sẽ giúp tuổi dần để lại dấu ấn rõ nét và tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài tài chính tháng này rất thuận lợi và ổn định tuổi dần có thể thu được lợi nhuận từ những dự án đã đầu tư trước đó hoặc nhận được một khoản thưởng bất ngờ nhờ những đóng góp trong công việc tình hình tài chính dồi dào sẽ giúp tuổi dần thoải mái chi tiêu và thậm chí có thể xem xét các khoản đầu tư dài hạn hơn. Tuy nhiên, đừng quên dành một khoản cho các kế hoạch an toàn để bảo đảm tương lai. Kết luận, 3 tháng âm lịch may mắn nhất trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang đến cho tuổi Dần những cơ hội phát triển toàn diện, từ sự nghiệp, tài chính đến tình cảm và sức khỏe. Đây là những thời điểm mà tuổi Dần cần nắm bắt thật tốt, phát huy tối đa khả năng của mình và không ngừng kiên trì, bền bỉ để đạt được thành công cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tuổi dần sẽ có một năm 2025 đầy ý nghĩa và những thành tựu rực rỡ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video này. Nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ, ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý anh chị và các bạn để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh. Quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều may mắn, vạn sự như ý.